Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay em chia sẻ với cả nhà một cái mẹo vặt nhà bếp. Đó là cách phi hành được giòn tan nè, giữ được nguyên tép và bảo quản được nửa tháng mà không bị gắt dầu ha. Phi hành thì rất là đơn giản rồi, nhưng chỉ cần chúng ta để ý thêm một số mẹo nhỏ nữa thì sẽ giúp cho cái món hành phi của chúng ta giòn ngon hơn, đẹp mắt hơn nè và bảo quản được lâu hơn ha. Nhà mình mà có bán đồ ăn sáng hoặc là mình tự nấu đồ ăn sáng ở nhà thì nên làm sẵn một cái keo hành phi như thế này. Khi mà mình cần dùng đến thì có, mình dùng ngay, không cần phải mất thời gian mà mỗi lần nấu, mỗi lần mình phi hành ha. Bây giờ thì xin mời cả nhà mình cùng em vào bếp để thực hiện cái mẹo phi hành này nha. Ở đây là em có là 300g hành tím. Hành này người ta gọi là hành bắc đó cả nhà, chứ không phải là cái loại hành tím Vĩnh Châu ha. Cái hành này thì cái vỏ của nó sẽ rất là khô hơn và cái màu tím nó sẽ nhạt hơn cái hành tím Vĩnh Châu. Thì ở nhà mình có loại hành tím nào thì mình sử dụng loại hành tím đó ha. Bây giờ thì em sẽ đi lột vỏ hành nè. Cả nhà cắt cái gốc hành đó thì mình chừa lại chút xíu nha. Chứ đừng có cắt sâu quá ha, cắt sâu quá chút xíu nữa khi mà mình phi hành lên nó sẽ không còn nguyên tép nữa nha cả nhà. Đây cả nhà nhìn em cắt cái gốc hành nè, cắt rất là ít luôn, mình chừa lại một chút nha, chứ không có cắt sâu vào cái thân của cái củ hành ha. Và đây là cái phần hành tím em đã lột vỏ xong rồi đây cả nhà. Cái màu tím nó rất là nhạt ha. Nhưng mà củ của nó to to không à. To hơn cái hành tím Vĩnh Châu nữa. Bây giờ thì em sẽ mang nó đi em rửa sạch nha. Mình lưu ý là mình sẽ rửa sạch với vòi nước, chứ không mình không có ngâm vào cái thau nước nha cả nhà. Để tránh cái tình trạng mà củ hành của mình nó bị ngậm nước vào đó. Thì khi mình phi nó không còn giòn nữa ha. Rồi bây giờ thì em sẽ để cho thật ráo nước nha. Thì cái hành của mình sau khi để đã thật ráo nước rồi thì bây giờ em sẽ đi gọt hành ha. Em sẽ dùng một con dao hai lưỡi, em gọt từ gốc ra đến ngọn nha cả nhà lưu ý ha. Mình gọt như thế này giúp cho cái hành của mình nó còn giữ được nguyên tép nè. Và mình dùng dao hai lưỡi để mình gọt á, thì cái hành tép hành của mình đó nó đều với nhau, thì khi mình phi lên nó sẽ vàng đều, nó được ngon hơn nha. Nó không có bị cái dày cái mỏng á. Hôm nay nhà hàng xóm của em hơi ồn ào một chút xíu, cả nhà thông cảm nha. Và đây là cái phần hành tím em đã bào xong rồi nè cả nhà. Nhìn rất là đẹp mắt luôn á. Hành của mình còn nguyên tép nè, không có bị bung ra ha. Bây giờ thì em sẽ bắt lên một cái chảo nhiều dầu nè, và em cho vào đây một ít muối, kèm theo là một muỗng cà phê bột mì. Muối thì giúp cho cái củ hành của chúng ta nó ra nước đó cả nhà, để cho cái hành mình nó khô ráo hơn. Còn cái phần bột mì thì làm cho hành của chúng ta giòn hơn và bảo quản được lâu hơn. Bây giờ thì mình sẽ đợi cái chảo dầu này sôi thiệt là sôi lên nha cả nhà. Đây cả nhà nhìn thấy không, nó sủi bọt lên rồi nè. Đó, bây giờ em sẽ điều hòa cái nhiệt độ bằng cách là lấy đôi đũa khuấy đều cái chảo dầu mình lên ha. Khi nào mình nhấn cái đũa vào mà thấy cái đôi đũa mình nó sôi 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 bọt lên vậy là được nha. Và bây giờ em sẽ cho hành vào. Với 300g hành này em sẽ chia ra làm hai lần phi ha, do em sử dụng cái chảo nhỏ. Còn nếu như cả nhà mình có cái chảo lớn thì mình phi một lần luôn. Và cả nhà mình cũng lưu ý là mình phải sử dụng dầu nhiều và dầu thật nóng nha, thì cái hành phi mình mới giòn được. Đây là cái mẹo mà giúp cho hành của chúng ta giữ được nguyên tép. Thì sau khi cho hành vào rồi thì chúng ta không động vào hành nha cả nhà. Mình cứ để trên bếp như thế này. Đó, cả nhà thấy không? Em không có động cái đũa vào hoặc là cái muỗng, cái sạng gì vào đây hết. Thì mình sẽ đợi cho cái hành của mình đó nó vàng ở cái vành ngoài của cái chảo đó.
Đây cả nhà đợi chút xíu nha. Đây cả nhà thấy không? Cái phần hành của mình nó đã vàng cái dòng ngoài ở phía chảo rồi nè. Đó, bây giờ em sẽ dùng đũa nha. Đây em kéo nhẹ vào như thế này ha. Đó, mình cứ kéo nhẹ nhẹ vào từ ngoài vào trong như thế này và đều hết cái chảo ha. Thì mình cứ làm cái động tác này đến khi nào mà cái hành của mình nó vàng luôn nha cả nhà. Như vậy đó thì hành của mình nó sẽ vàng đều ha. Và cái động tác nhẹ nhàng như vậy á thì giúp cái hành của chúng ta không có bị bể ra ha, giữ được cái hành nó nguyên tép nè. Cả nhà mình cứ để nhiều dầu nghe, đừng có tiết kiệm ha. Tại vì cái dầu hành phi này sau khi mình phi hành xong mình giữ lại mình làm các món ăn nó rất là thơm luôn đó cả nhà ơi. Cái hành của mình bây giờ nó đã xe lại nhiều rồi nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Thì mình cứ như vậy ha, cứ một động tác thôi rất là dễ dàng luôn. Thì mình cứ làm đến khi nào mà cái hành của mình nó vàng mà mình vớt ra ha. Thì đến cái bước này á, thì cả nhà chuẩn bị cho em một cái vợt để mình vớt hành nè. Và một cái rổ inox để mình cho hành vào đó để cho hành nó rõ dầu xuống được đó cả nhà. Để cho hành mình nó giòn ha, nó khô ráo và nó giòn. Đây em sẽ khi vớt hành em sẽ cho vào cái rổ này ha. Cái hành mình nó ngã màu vàng vừa là mình vớt ra được rồi nha cả nhà, chứ mình đừng có để mà trên chảo mà nó vàng quá thì khi mình vớt ra cái độ nóng của dầu nó còn tác động vào hành, nó sẽ cái màu nó sẽ bị thẫm quá, nó sẽ không đẹp mắt ha, và nó sẽ bị đắng. Còn mình vàng vừa thì mình vớt ra là chút xíu nữa nó vàng nữa là đẹp mắt luôn đó. Cái bước này là cả nhà mình cần rất là nhanh tay nè, mình vớt thật là nhanh tay nha. Lửa thì mình vẫn giữ như vậy chứ mình không được tắt bếp nha cả nhà. Vì mình tắt bếp rồi đó, mình vớt cái hành ra nó sẽ không còn giòn nữa ha. Thì sau khi mà vớt hành ra xong đó, chuẩn bị cái mẻ kế tiếp thì những cái hành nào còn vụn á thì mình sẽ vớt ra cho sạch nha, rồi mình mới cho cái hành mới vào mình phi ha. Tránh cái tình trạng cái hành cũ nó bị khét vào, nó lẫn vào trong cái hành mới của mình đó cả nhà. Đây là em tiến hành phi lần 2 nè, thì lần 2 cũng sẽ giống như lần 1 thôi ha. Mình cứ như vậy mà mình thực hành cho đến hết cái mẻ hành của mình nha. Đó, cả nhà thấy không? Chỉ một số mẹo đơn giản thôi thì giúp cho hành của chúng ta được thơm ngon hơn. Hành rất là giòn tan luôn và mình có thể bảo quản được đến nửa tháng mà không có bị gắt dầu luôn đó cả nhà. Nhà em á, tự nấu đồ ăn sáng ở nhà thôi cho nên là em làm cái hành này để dành sẵn một keo vậy nè. Cái lúc mình cần đó thì mình có mình dùng ngay à, chứ không phải mà đợi nấu rồi mình phi á, thì nó mất thời gian quá đi. Nhất là vào cái buổi sáng nó hay lu bu lắm đó cả nhà. Còn cả nhà mình mà có bán đồ ăn sáng hoặc là có mở quán ăn gì đó thì mình cũng nên làm sẵn hành phi như thế này ha, rất là tiện lợi luôn. Tại vì nó giữ được lâu đó, nó tiện cho việc buôn bán của mình hơn và hành cũng rất là thơm, rất là giòn nữa. Nói chung là mình phi hành để sẵn như thế này thì mình dùng trong tất cả các món ăn hàng ngày trong gia đình cũng rất là tiện. Chẳng hạn như mình dùng trong các món kho, món canh đồ đều được ha. Mình để một chút hành phi vào nó rất là thơm luôn á. Thank you.
Vậy là em đã hoàn thành xong cái mẻ thứ hai, hành phi ha. Vậy là xong rồi đó cả nhà. Bây giờ em sẽ cho ra cái dĩa cho cả nhà xem cái thành phẩm của mình nha. Đây cả nhà thấy không? Rất là đẹp mắt luôn nè. Màu vàng á, rất là đẹp luôn. Hành thì được giữ nguyên tép nè. Và rất là giòn tan luôn cả nhà ơi. Cái điều đặc biệt nhất ở đây thì chúng ta sẽ bảo quản được 2 tuần mà không hề bị gắt dầu. Thì hành phi này sau khi mà mình để thật là nguội ha, mình sẽ cho vào cái hộp kính nha, mình để dành ăn dần ha. Có hành phi rồi thì các món ăn trong gia đình sẽ trở nên thơm ngon hơn. Cảm ơn cả nhà nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em. Nếu thấy thích cái món ăn này thì cho em xin một like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký. Đừng quên bấm vào cái chuông để xem món ăn mới mỗi ngày nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Bye bye!